tám câu nói kinh điển của khổng tử từng chữ châu ngọc kinh điển truyền đời ba người cùng đi ác có người là thầy mình chọn cái tốt của họ mà học theo cái chưa tốt của họ để sửa đổi bản thân Khổng tử sinh năm 551 trước công nguyên và mất năm 479 trước công nguyên. Tên Khâu, tự là Trọng đi người ấp tư, nước lộ cuối thời Xuân Thu, Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà chính trị vĩ đại, cổ đại, là người sáng lập học phái Nho Gia, là một trong 10 đại danh nhân trong lịch sử của thế giới. Và dưới đây là 8 câu nói đại kinh điển của Khổng Tử. Từng chữ, từng chữ đều được kết tinh trí huệ siêu phàm của Bậc Thánh Nhân. Ai đọc đều đều thụ ích. Một, Có đức thì không cô độc, ác sẽ có người gần gũi. Nguyên văn đức bất cô, tất hữu lân, câu này tuyển chọn từ luận ngữ đức ở đây có nghĩa là người có đạo đức bất cô chính là không cảm thấy cô đơn có nghĩa là người có đạo đức sẽ không cảm thấy cô đơn hai người không lo xa ắt có buồn gần nguyên văn nhân vô viễn lự tất hữu cần ưu Câu này trích từ luận ngữ về linh công, chỉ con người nếu không có mưu kế hoạch định lâu dài thì sẽ có ưu sầu hòa hoạn sắp đến. Câu nói này chứa đầy trí tuệ của tiền nhân, khuyên rằng chúng ta cần phải thu lúa trước khi trời mưa, không nên luôn chuối mắt vào sự việc hiện tượng trước mắt mà quên mất đi những kỳ vọng xa xôi mà con người tích cực phấn đấu. 3. Cái mình không muốn chớ làm cho người Nguyên văn, kỹ sợ bất dục vật thi ư nhân Câu này xuất xứ từ luận ngữ nhàn uyên. Nếu bản thân mình không muốn người khác đối đại với mình như thế này, cứ suy nghĩ từ mình ra người, thì bản thân mình cũng không nên đối đại với người khác như thế. Quan hệ qua lại giữa người với người thật sự cần phải kiên trì nguyên tắc này. Đó là thể hiện tôn trọng người khác bình đẳng đối xử. 4. Người trong bốn biển đều là anh em. Nguyên văn, tứ hải chi nội, dài huynh đệ giả, câu này có nguồn gốc từ luận ngữ nhan uyên nghĩa là khắp thiên hạ đều là anh em thân thích biểu thị người trong thiên hạ đều tương thân tương ái chung sống hòa thuận như anh em ruột thịt năm có bằng hữu từ xa tới chẳng phải vui lắm thay nguyên văn hữu bằng từ viễn phương lai bất diệt lạc hồ câu này xuất xứ từ luận ngữ học nhi ý nghĩa là có bằng hữu chí đồng đạo hợp từ phương xa đến đó chẳng phải là việc rất đáng vui mừng hay sao 6. Với ba quân, có thể đoạt chủ soái của họ với trai Nam Nhi, không thể đoạt chí trai của anh ta được. Quyên văn, tam quân khả đoạt soái giả, thất phu bất khả đoạt chí giả. Quân đội của một quốc gia, tức là ba quân, có thể lấy đi chủ soái của họ, nhưng với trai Nam Nhi thì không thể cần ép anh ta thay đổi chí hướng được. Câu nói này nói lên tầm quan trọng của việc lập chí. Người không có chí hướng, mãi mãi vẫn chỉ là kẻ tầm thường bất tài, sẽ không làm nên bất cứ trò trống gì. 7. Kẻ trí không mê hoặc, kẻ nhân không ưu sầu, kẻ dũng không sợ hãi. Nguyên văn trí giả bất hoặc, nhân giả bất ưu, dũng giả bất cụ. Trong câu này, trích từ luận ngữ tử hãn người nhân đức thì không ưu sầu, người trí tuệ thì không mê hoặc, người dũng cảm thì không sợ hãi. 8. Ba người cùng đi, ác có người là thầy của mình, chọn cái tốt của họ mà học theo, cái chưa tốt của họ để sửa bản thân, Nguyên văn tam nhân hành tất hữu ngã sư yên, trạch kỳ thiện giả nhi tổng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi. Câu nói này dường như người người đều biết nhà nhà đều hay, có nguồn gốc từ luận ngữ thuật nhi, ý nghĩa là ba người cùng đi với nhau, trong đó nhất định có thầy của mình, mình chọn mặt tốt của người ấy để học tập theo, thấy mặt chưa tốt của người ấy thì đối chiếu lại bản thân mình, sự chịu khuyết điểm của bản thân mình. Huyền bí TV Kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn.